Rừng Na Uy, chương 4, phần 2. Tôi bỗng nhớ ra là đã để mấy bông thủy tiên ở dưới nhà. Tôi đã để chúng sang bên cạnh lúc cởi giày. Tôi lẳng lặng xuống thang và thấy 10 bông hoa đang nở sáng rực trong bóng tối. Midori lấy một cái cốc thủy tinh cao trong chạn ra và cắm hoa vào đó. Tớ thích thủy tiên lắm, Midori nói. Đã có lần tớ hát bài bảy đóa thủy tiên trong một cuộc thi tài ở trường. Cậu biết bài đó không? Có. Chúng tớ có một nhóm nhạc dân gian. Tớ chơi guitar. Cô vừa dọn đồ ăn ra đĩa vừa hát bài bảy đóa thủy tiên. Midori nấu nướng giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều. Đủ các loại món rán, xào, luộc, nướng, muối rất ngon. Chế biến từ trứng gà, cá thu, đậu quả tươi, cà tím, các loại nấm, củ cải đỏ. Vừng nấu theo phong cách Kyoto rất tinh tế. Ngon tuyệt, tôi nói, miệng vẫn đầy thức ăn. Ok, bây giờ cậu nói thật đi, Midori nói. Cậu tưởng tớ không thể nấu nướng ngon lành thế này đúng không? Và cứ nhìn tớ thì ai cũng nghĩ vậy, đúng không? Quả có thế, tôi thú thật. Cậu quê ở Kansai nên thích ăn các món có hương vị tinh tế kiểu này, đúng không? Chẳng nhẽ cậu đã chọn món và nấu nướng theo khẩu vị đặc biệt của tớ? Đừng vớ vẩn. Tớ không chịu rắc rối thế đâu. Nhưng nhà tớ vẫn ăn uống kiểu này. Vậy mẹ cậu hoặc bố cậu cũng là người Kansai à? Không. Bố tớ đẻ ở Tokyo và mẹ tớ là người Fukushima. Họ hàng nhà tớ không có ai là người Kansai. Tất cả đều là người Tokyo hoặc Kanto Bắc. Tớ chịu đấy, tôi nói. Làm sao cậu có thể nấu nướng theo lối Kansai 100% thế này được? Có ai dạy cậu à? À, đó là cả một câu chuyện đấy, cô nói, miệng nhai một miếng trứng rán. Mẹ tớ ghét đủ thứ việc nhà và bà ấy hầu như không nấu nướng gì bao giờ. Và chúng tớ lúc nào cũng phải nghĩ, ví dụ như hôm nay bận quá, mình gọi đồ ăn về nhà đi, hoặc mình ra hàng thịt mua ít chả cá mà ăn cho rồi, đại loại thế. Ngay từ hồi bé tớ đã ghét thế rồi, kiểu cứ làm một nồi cà ri to đùng và ăn 3 ngày liền. Cho đến một hôm, đang năm thứ 5 trung học, tớ quyết định sẽ phải ra tay nấu nướng cho cả nhà và phải nấu thật ngon. Tớ đến hiệu sách lớn Kinokuniya ở Shinjuku, mua cuốn dạy nấu ăn to nhất và đẹp nhất. Rồi tớ thông thạo sách ấy từ bìa trước đến bìa sau, từ chọn thớt mài dao cho đến cách lọc xương và đánh vẩy cá, đủ thứ. Tác giả cuốn sách ấy tình cờ lại là người Kansai, cho nên tất cả những món tớ biết nấu đều là theo lối Kansai. Nghĩa là cậu đã học nấu tất cả những thứ này từ một cuốn sách ư? Tớ để dành tiền để đi ăn của thật, có thế mới học được hương vị. Cảm tính của tớ tốt. Cậu tự học mà nấu giỏi thế này thì thật là kinh khủng. Không dễ đâu, Midori thở dài nói. Lớn lên trong một cái nhà mà mọi người đều chẳng thèm để ý gì đến đồ ăn thức uống. Tớ nói tớ muốn mua dao với nồi tử tế, nhưng chẳng ai cho tiền. Họ bảo những cái mình đang dùng là tốt chán rồi. Nhưng tớ bảo họ điên à, dao dựa kiểu ấy có muốn lọc xương cá cũng không xong. Thế là họ nói, mày lọc xương cá làm cái quái gì cơ chứ? Không thể nói phải trái với họ được. Tớ bèn dành dụm tiền tiêu vặt và đi sắm dao nồi rổ rá chuyên nghiệp mang về dùng. Cậu có tin được không? Một con nhóc 15 tuổi tiết kiệm từng xu để mua rổ rá, đá mài và nồi chống dính. Trong khi lũ con gái khác ở trường đã nhiều tiền thì chớ lại tha hồ sắm quần áo giày dép để trưng diện. Cậu có thấy buồn cho tớ không? Tôi vừa gật đầu vừa nuốt đầy một ngụm súp đậu xanh. Đến lớp cuối ở trung học, tớ đã phải mua một cái chảo rán trứng, loại chảo dài hẹp. Tiền ấy đáng nhẽ tớ dùng để mua một cái xu chiên mới. Thế là 3 tháng liền tớ chỉ có đọc một cái xu chiên. Cậu có tin được không? Tớ giặt nó vào ban đêm, làm đủ cách cho nó khô để sáng hôm sau còn mặc. Khổ nhất trần đời là phải mặc xu chiên ẩm. Tớ đi đó đây mà nước mắt cứ trào ra. Cứ nghĩ đến mình đang phải khổ vì một cái chảo rán trứng. Tớ hiểu, tôi nói, phì cười. Tớ biết nhẽ ra không được nói thế này, nhưng quả thật tớ thấy như nhẹ cả người khi mẹ tớ chết. Tớ có thể quản lý chi tiêu theo cách của mình. Bây giờ thì tớ đã có tương đối đầy đủ đồ làm bếp. Bố tớ không biết tí gì về chuyện tiền nong cả. Mẹ cậu mất khi nào? Được 2 năm rồi. Ung thư. U não.
bà ấy nằm bệnh viện 1 năm rưỡi. Thật kinh khủng. Đau đớn suốt. Cuối cùng bà ấy mất trí, phải dùng thuốc an thần liên tục, mà mãi vẫn chưa chết được. Nên khi mẹ tớ đi thì gần như là phải có tác động để giúp cho bà ấy được chết. Chết kiểu ấy là đáng sợ nhất. Bản thân thì đau đớn, gia đình thì khổ sở. Nhà có đồng nào là tiêu vào bệnh viện hết. Nguyên thuốc tiêm thôi cũng đã mỗi phát 20.000 yên, mà tiêm liên miên, rồi lại tiền dịch vụ chăm sóc 24 giờ một ngày. Tớ bận với bà ấy đến nỗi không thể học hành gì được, bị chậm đại học mất 1 năm. Mà thế đã phải hết đâu. Cô dừng lại giữa câu, đặt đũa xuống và cười. Nhưng sao tự nhiên mình lại nói những chuyện thảm thế nhỉ? Thôi nha, ăn món trứng đi và hay nghĩ đến những điều tớ vừa bảo với cậu. Midori nói với vẻ nghiêm trang. Ăn hết phần mình là tôi no kỉnh, nhưng Midori ăn ít hơn nhiều. Nấu rồi thì hết muốn ăn, cô nói. Cô dọn bát đĩa, lau bàn, mang ra một bao mang bô rô, rút một điếu và châm lửa bằng diêm. Hai tay ôm cái cốc cắm thủy tiên, cô chăm chú nhìn mấy bông hoa một lúc lâu. Có lẽ tớ sẽ không cắm chúng sang bình nữa, cô nói. Để chúng thế này thì có vẻ như tớ vừa tình cờ hái chúng ở một cái ao nào đó, và cứ thế mà bỏ vào cái gì đầu tiên có trong tay. Quả là tớ đã hái chúng ở một cái ao chỗ ga tàu Otsuka, tôi nói. Cô chặt lưỡi. Cậu là một gã kỳ lạ. Nói đùa mà mặt cứ tỉnh khô. Tay đỡ cầm, cô hút đến nửa điếu thuốc thì dụi nó vào cái gạt tàn. Cô dụi mắt như thể vừa bị khói xộc vào. Con gái nhẽ ra phải duyên dáng hơn khi tắt thuốc lá. Cậu dụi thuốc như một gã thợ xẻ vậy. Cậu không nên dúi nó xuống ngay thế, mà phải nhẹ nhàng gạt quanh một tí đã. Như thế nó mới không cong gãy thế kia. Với lại con gái không ai nhả khói ra đằng mũi như thế. Mà cũng chẳng bao giờ đi kể chuyện, chỉ mặc một cái xu chiên liền trong 3 tháng, trong khi ngồi ăn một mình với đàn ông. Thì tớ là thợ xẻ mà, Midori nói, gãi gãi cạnh sống mũi. Tớ không bao giờ có thể sành điệu được. Tớ đã đùa thử nhiều lần, nhưng không thể được. Còn chê trách gì nữa không? Con gái không hút mang bô rô, tôi bảo. Khác quái gì? Thuốc nào thì cũng dở như nhau cả. Cô xoay xoay bao thuốc trong tay. Tớ bắt đầu hút thuốc từ tháng trước. Chẳng phải thèm thuồng gì. Chỉ thinh thích thế thôi. Sao lại thế? Cô ép chặt hai tay lên mặt bàn và nghĩ một lúc. Mà có gì là khác nhau đâu. Cậu không hút thuốc. Bỏ từ tháng 6, tôi nói. Sao thế? Phiền lắm. Tớ ghét bị hết thuốc vào lúc nửa đêm. Tớ không thích bị cái gì bó buộc mình kiểu ấy. Cậu biết rất rõ cái gì cậu thích và cái gì cậu không thích. Cô nói. Có lẽ thế. Tôi bảo. Có lẽ vì thế mà mọi người không thích tớ. Chưa bao giờ. Là vì cậu lộ liễu chuyện đó, cô nói. Cậu tỏ rõ thái độ cậu bất cần người ta có thích hay ghét cậu hay không. Cái đó chọc tức mọi người. Cô nói gần như lẩm nhẩm, cầm tựa trong lòng bàn tay. Nhưng tớ thích nói chuyện với cậu. Cách nói của cậu rất lạ. Tớ không thích bị cái gì bó buộc mình kiểu ấy. Tôi giúp cô rửa bát. Đứng cạnh cô, tôi lau những cái cô đã rửa, rồi xếp chúng lên mặt bàn. Này, tôi nói, hôm nay nhà cậu mọi người đi vắng hết à? Mẹ tớ ở dưới mộ. Bà ấy chết 2 năm rồi. Rồi, tớ đã nghe chuyện ấy. Chị tớ đi chơi với chồng chưa cưới. Có lẽ lái xe đi đâu đó. Anh kia làm cho một hãng ô tô. Hắn thích xe lắm. Tớ không thích ô tô. Midori ngừng nói và rửa. Tôi ngừng nói và lâu. Còn có bố tớ nữa, cô nói sau một lúc im lặng. Phải rồi, tôi bảo. Ông ấy đi Uruguay từ tháng 6 năm ngoái và vẫn ở đó cho đến bây giờ. Uruguay? Sao lại Uruguay? Ông ấy đang tính ở hẳn đó, cậu có tin hay không thì tùy. Một chiến hữu từ thời lính tráng của ông ấy có cái nông trại ở đó. Đùng một cái, bố tớ tuyên bố là ông ấy cũng sẽ đi, rằng ở Uruguay, khả năng của ông ấy sẽ không bị hạn chế, và ông ấy lên máy bay, thế thôi. Chúng tớ cố hết sức ngăn ông ấy, như sao bố lại muốn đến một chỗ như thế. Bố không biết tiếng, bố hầu như chưa bao giờ ra khỏi Tokyo, nhưng ông ấy không nghe. Mẹ tớ mất là một cú sốc thật sự với ông ấy. Nghĩa là chuyện đó làm ông thành ra lẩn thẩn. Bố tớ yêu mẹ tớ đến thế đấy.
Thật thế? Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn Midori chằm chằm, mồm há hốc. Cậu có biết ông ấy nói gì với chị em tớ lúc mẹ tớ mất không? Tao thà mất hai đứa chúng mày còn hơn mất bà ấy. Tớ xỉu hết cả người, không thể nói được gì nữa. Cậu có hiểu không? Có ai lại nói ra một điều như thế chứ? Ok, ông ấy mất người đàn bà yêu dấu, người bạn đời của ông ấy. Tớ hiểu nỗi đau ấy, nỗi buồn ấy, sự đổ vỡ ấy. Tớ thương ông ấy. Nhưng không ai nói với con gái của chính mình rằng nhẽ ra mày nên chết thay cho mẹ mày. Nghĩa là nó thật khủng khiếp. Cậu có đồng ý không nào? Tớ hiểu ý cậu rồi. Cái vết thương ấy sẽ không bao giờ lành được. Cô vừa nói vừa lắc đầu. Nhưng quả thực, nhà tớ ai cũng lạ. Người nào cũng có cái gì đó hơi lạ lạ. Có vẻ thế thật, tôi nói. Dù sao, thật tuyệt vời khi thấy có hai người yêu nhau, phải không cậu? Tớ muốn nói là một người đàn ông yêu vợ mình đến mức có thể bảo lũ con gái đáng nhẽ chúng phải chết thay cho mẹ. Có thể tuyệt vời thật nếu như cậu nhìn nhận theo kiểu ấy. Và thế là ông ấy bỏ mặc hai đứa chúng tớ và trốn sang Uruguay. Tôi lầu thêm một cái đĩa mà không nói năng gì. Sau cái cuối cùng, Midori xếp tất cả lại vào chạn. Thế cậu có tin tức gì của bố không? Tôi hỏi. Một cái bưu thiếp hồi tháng 3. Nhưng ông ấy viết gì chứ? Ở đây nóng lắm, hoặc hoa quả không ngon như bố tưởng. Những chuyện như thế. Tớ muốn nói là xin ông tạnh đi cho được việc. Một bức ảnh ngu xuẩn chụp một con lừa. Ông ấy điên hẳn rồi. Thậm chí ông ấy cũng chẳng báo tin đã gặp được lão kia chưa, cái ông chiến hữu hoặc gì gì ấy. Ông ấy cũng có thêm ở dòng cuối rằng khi nào ổn định ông ấy sẽ đón tớ với chị tớ sang, nhưng sau đấy thì bạc vô âm tín. Và ông ấy không bao giờ trả lời thư của bọn tớ. Cậu sẽ làm gì nếu bố cậu bảo đến Uruguay với bố? Tớ sẽ đi và ngó nghiêng một tí. Biết đâu lại vui. Chị tớ thì lại bảo không đời nào. Chị tớ không chịu được những nơi bẩn thỉu. Uruguay bẩn lắm à? Ai biết đâu được. Chị ấy nghĩ thế. Kiểu như đường xá thì đầy phân lừa và ruồi nhặn, rồi chuồng xí thì hỏng, và chỗ nào cũng lổm ngổm những thằng lằn với bọ cạp. Có lẽ chị ấy xem thấy trên phim. Chị ấy không thể chịu được ruồi nhặn. Chị ấy chỉ thích phóng ô tô xịn qua những nơi có phong cảnh đẹp. Lại thế nữa kia à? Nói thật chứ, Uruguay thì đã sao? Tớ sẽ đi. Vậy ai sẽ trông cửa hàng? Chị tớ. Nhưng chị ấy ghét việc này lắm. Chúng tớ có một ông bác ở gần đây vẫn đến giúp và đi giao hàng. Tớ thì cứ rảnh là phụ một tay. Hiệu sách thì việc cũng không đến nỗi khổ sai lắm, nên bọn tớ có thể làm được. Còn nếu quá sức thì bọn tớ sẽ bán nó đi. Cậu có thích bố cậu không? Midori lắc đầu. Không thích lắm. Vậy sao cậu lại có thể theo ông ấy sang Uruguay? Tớ tin ông ấy. Tin ông ấy? Ừ, tớ không ưa ông ấy lắm, nhưng tớ tin ở bố tớ. Làm sao có thể không tin một người dám bỏ hết nhà cửa, con cái, công việc để chạy sang tận Uruguay chỉ vì choáng váng trước cái chết của vợ mình? Cậu có hiểu ý tớ không? Tôi thở dài. Một tí thôi, nhưng cũng không hẳn. Midori cười ván lên và vỗ vỗ vào lưng tôi. Thôi nào, cô nói không sao đâu. Có hết chuyện lạ này đến chuyện lạ kia trong buổi chiều chủ nhật ấy. Một trận hỏa hoạn xảy ra gần nhà Midori, và khi leo lên sân phơi trên tầng 3 để xem, chúng tôi đã gần như hôn nhau. Nói thế nghe thật ngu xuẩn, nhưng mà đúng như vậy. Chúng tôi đang uống cà phê sau bữa ăn và nói chuyện về cuộc sống ở đại học thì nghe tiếng xe cứu hỏa. Tiếng còi cứ to mãi lên và có vẻ có thêm nhiều xe. Rất nhiều người chạy ngang qua cửa hàng, nhiều người hò hét. Midori vào một phòng phía mặt đường, mở cửa sổ nhìn xuống. Chờ một phút nha, cô nói và biến mất. Sau đó tôi nghe tiếng chân chạy thình thịch trên cầu thang. Tôi ngồi đó uống cà phê một mình và cố nhớ xem Uruguay là ở đâu. Mấy phút sau Midori xuống và giục tôi đi ngay theo cô. Tôi theo cô đến cuối phòng và trèo một cái thang hẹp dốc ngược lên một cái sàn gỗ có những cọc phơi quần áo bằng tre. Cái sàn ấy cao hơn hầu hết những mái nhà xung quanh và có thể nhìn xuống khu phố ấy rất rõ. Những đám khói đen lớn đang ngùn ngụt bốc lên từ một nơi cách đó 3-4 nhà và bị gió thổi bay về phía phố chính. Không khí khét lẹn lẹt.
nhà Sakamoto rồi, Midori nói, nghiêng người trên lan can. Họ vẫn làm những phụ kiện cửa truyền thống và những đồ như vậy, nhưng lâu nay đã thôi rồi. Tôi cũng nghiêng theo cô trên lan can và cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một tòa nhà 3 tầng che khuất chỗ bị cháy, nhưng hình như có 3 hoặc 4 xe cứu hỏa đang hoạt động ở đó. Chỉ có 2 xe có thể len vào ngõ hẹp chỗ nhà cháy, mấy cái kia phải đậu ngoài phố chính. Một đám đông tò mò đang tụ tập quanh đó. Này, có khi cậu nên gói ghém những thứ có giá trị và sẵn sàng sơ tán đi, tôi bảo Midori. Gió đang thổi về hướng khác, nhưng có thể đổi chiều bất kỳ lúc nào, mà lại có cái trạm xăng ở ngay kia. Tớ sẽ giúp cậu xếp đồ. Những thứ có giá trị nào? Midori nói. Ơ kìa, chắc cậu phải có vài thứ cậu muốn giữ chứ. Giấy tờ ngân hàng, các con dấu, giấy tờ luật pháp, những thứ như thế. Tiền mặt dự trữ nữa. Quên đi, tớ không chạy đi đâu cả. Ngay cả nếu nó cháy đến đây ư, cậu nghe rõ rồi mà. Tớ chết cũng chẳng sao. Tôi nhìn vào mắt cô, và cô nhìn thẳng vào tôi. Tôi không thể biết là cô đùa hay thật. Chúng tôi cứ thế mất một lúc, và rồi tôi hết lo lắng. Ok, tôi bảo. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ ở lại với cậu. Cậu sẽ chết cùng tớ ư, Midori nói với cặp mắt sáng long lanh. Làm gì có chuyện ấy, tôi bảo. Tớ sẽ chạy nếu có nguy hiểm. Nếu cậu muốn chết, cậu có thể chết một mình. Cái đồ đểu, lòng liên dạ đá này. Tớ không thể chết với cậu chỉ vì cậu đã đãi tớ bữa trưa. Thôi nào, được rồi, mình cứ ở đây xem một lúc đã. Mình có thể hát. Nếu tình hình xấu đi thì lúc ấy hãy tính. Hát ư, Midori mang hai cái gối ngồi sàn, bốn hộp bia và một cái guitar từ dưới nhà lên. Chúng tôi uống và nhìn khói đen bốc lên cao. Cô gảy đàn và hát. Tôi hỏi cô không sợ hàng xóm họ ghét hay sao, xem hỏa hoạn ngay gần nhà mà lại vừa uống bia vừa hát trên sân phơi, chẳng có vẻ là một cử chỉ đáng kính. Quên đi, cô nói. Chúng tớ không bao giờ để hàng xóm họ nghĩ gì. Cô hát vài bài dân ca đã từng hát với nhóm nhạc của cô. Nói cô hát hay thì quá gượng, nhưng cô có vẻ rất say sưa với âm nhạc của mình. Cô hát qua những bài hát cũ mà ai cũng biết. Cây chanh, con rồng có phép, 500 dặm, những bông hoa đã đi đâu. Lúc đầu cô còn định bắt tôi hát bè trầm, nhưng tôi hát dở quá, nên cuối cùng cô hát một mình cho thỏa thích. Tôi uống bia, nghe cô hát và để mắt đến đám cháy. Nó bùng lên lụi xuống nhiều lần. Người ta hò hét ra lệnh ầm ĩ, một cái trực thăng báo chí lạch vạch trên cao, chụp ảnh rồi bay đi. Tôi sợ hai đứa đã bị chụp vào ảnh. Một viên cảnh sát thét qua loa phóng thanh bắt mọi người phải lùi ra. Một đứa bé khóc gọi mẹ. Có tiếng kính vỡ ở đâu đó. Và chẳng mấy chốc gió bắt đầu đổi hướng lung tung và bụi tro trang trắng rơi lả tả xung quanh chúng tôi. Nhưng Midori vẫn uống và hát. Sau khi đã hát hết những bài quen thuộc, cô hát một bài nghe rất lạ và bảo rằng đó là do cô sáng tác. Muốn nấu món hầm cho anh mà không có nồi. Muốn đan chiếc khăn cho anh mà chẳng có len. Muốn viết một bài thơ tặng anh mà không có bút. Đó là bài Em Chẳng Có Gì, Midori tuyên bố. Một bài hát thực sự khủng khiếp, cả lời lẫn nhạc. Tôi lắng nghe mớ âm nhạc hổ lốn ấy, bụng nghĩ đến chuyện ngôi nhà sẽ nổ tung theo cái trạm xăng khi nó bắt lửa. Hát mệt rồi, Midori để cái guitar xuống và ngã vào vai tôi như con mèo ngoài nắng. Cậu thấy bài hát của tớ thế nào? Cô hỏi. Tôi thận trọng đáp. Độc đáo, đặc biệt, và biểu lộ rất rõ tính cách của cậu. Cảm ơn, cô nói. Chủ đề là tớ chẳng có gì. Ô, tớ cũng hơi thấy thế. Cậu biết không, cô nói, khi mẹ tớ chết. Sao nữa à, tớ chẳng thấy buồn tí nào. Ồ, mà lúc bố tớ bỏ đi cũng vậy. Thật ư, thật thế. Cậu thấy tớ có kinh khủng không? Có chai lì không? Tớ chắc cậu phải có lý do. Lý do của tớ. Hừm, mọi thứ đều khá phức tạp trong cái nhà này. Nhưng tớ luôn nghĩ đúng thế, rằng họ là mẹ và bố tớ. Và tất nhiên là tớ phải buồn nếu họ chết, hoặc tớ không bao giờ thấy họ nữa. Nhưng chuyện lại không xảy ra như thế. Tớ không cảm thấy gì cả. Không buồn, không cô đơn. Thậm chí còn chẳng mấy nghĩ đến họ. Nhưng có đôi khi tớ nằm mơ.
Lúc thì mẹ tớ đang từ trong bóng tối quát mắng vọng ra, lên án là tớ đã vui khi bà ấy chết. Nhưng tớ có vui đâu. Tớ chỉ không buồn. Và nói thật là tớ không nhỏ một giọt nước mắt nào. Vậy mà tớ đã từng khóc suốt đêm khi con mèo của tớ chết, hồi tớ còn bé. Sao nhiều khói thế? Tôi tự hỏi. Không thể nhìn thấy ngọn lửa, và khu vực đang cháy có vẻ không lan rộng thêm. Chỉ có mỗi cột khói cứ ngoằn ngoèo bốc mãi lên trời. Cái gì cháy mà lâu vậy? Nhưng tớ không phải là đứa duy nhất có lỗi, Midori tiếp tục. Đúng là tớ có tính lạnh lùng. Tớ biết thế. Nhưng nếu họ, bố mẹ tớ, đã yêu tớ hơn một chút, có lẽ tớ đã xúc cảm nhiều hơn và biết buồn, ví dụ thế. Cậu nghĩ cậu chưa được thương yêu đầy đủ, phải không? Cô ngoẹo đầu nhìn tôi, rồi khẽ gật một cái thật dứt khoát. Ở đâu đó giữa, chưa đủ và không có tí gì. Tớ vẫn luôn thèm được yêu, dù chỉ một lần thôi. Tớ muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức không thể chịu được nữa ấy. Chỉ một lần thôi. Nhưng họ chưa bao giờ cho tớ cái đó. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần. Nếu tớ nũng nịu và xin cái gì đó, họ chỉ biết đẩy tớ đi rồi quát. Không, tốn tiền quá. Tớ chỉ có nghe thấy câu ấy. Thế là tớ quyết định phải tìm được ai đó sẽ yêu tớ vô điều kiện 365 ngày một năm. Lúc đó tớ mới học tiểu học, nhưng đã quyết định dứt khoát một lần như vậy đấy. Ồ, tôi nói. Thế cậu đã tìm được ai chưa? Đấy mới là cái khó, Midori nói. Cô nhìn khói bốc lên một lúc, vẻ nghĩ ngợi. Có lẽ tớ đã đợi quá lâu. Tớ đang tìm kiếm sự hoàn hảo. Thế mới khó. Đợi một tình yêu hoàn hảo ư? Không, ngay tớ cũng không ngu đến thế. Tớ đang tìm sự ích kỷ. Ích kỷ hoàn hảo. Nói ví dụ như tớ bảo cậu tớ muốn ăn bánh dâu, và cậu liền bỏ hết mọi việc đang làm để chạy đi mua nó cho tớ. Rồi cậu hổn hển chạy về, quỳ gối dâng cái bánh dâu ấy cho tớ. Rồi tớ nói tớ không muốn ăn nó nữa, và vứt nó ra ngoài cửa sổ. Đó là cái tớ đang tìm. Tớ không chắc cái đó có liên quan gì đến tình yêu không. Tôi nói, hơi ngạc nhiên. Có chứ. Cô nói, cậu không biết đấy thôi. Có những lúc trong cuộc đời một đứa con gái, những cái như thế lại cực kỳ quan trọng. Như ném cái bánh dâu ra ngoài cửa sổ ư, chính xác. Và khi tớ làm thế, tớ muốn người đàn ông phải xin lỗi tớ. Midori này, bây giờ thì anh biết rồi. Anh thật là một thằng ngốc. Nhẽ ra anh phải biết là em sẽ không thèm bánh dâu nữa. Tất cả trí thông minh và lòng nhạy cảm của anh chỉ bằng một bãi phân lừa. Để bù đắp cho em, anh sẽ đi mua cho em cái gì khác nha. Em thích gì nào? Bánh sô-cô-la. Bánh phô mát. Rồi sao nữa? Tớ sẽ hiến cho anh ấy tất cả tình yêu xứng đáng với điều anh ấy đã làm. Tớ nghe thấy điên lắm. Mặc kệ cậu, với tớ, đó mới là tình yêu. Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được tớ. Midori hơi hơi lắc đầu dụi vào vai tôi. Với một loại người nào đó, tình yêu bắt đầu từ cái gì đó tí xíu và ngốc nghếch. Từ những cái như thế, hoặc nó không bao giờ bắt đầu được cả. Tớ chưa gặp cô gái nào suy nghĩ như cậu. Khối người đã nói thế với tớ, cô nói, cạo cạo mãi vào cái móng tay. Nhưng đấy là cách nghĩ duy nhất mà tớ biết. Nói nghiêm chỉnh đấy. Tớ đang nói với cậu những điều tớ tin tưởng. Chưa bao giờ tớ biết là cách nghĩ của tớ khác với mọi người. Tớ không cố tình khác người. Nhưng khi tớ nói thật thì ai cũng cho là tớ đùa hoặc đóng kịch. Lúc ấy tớ thấy đời chỉ là của nợ mà thôi. Và cậu muốn chết cháy cho xong hả? À, không phải, chuyện đó khác. Đó chỉ là chuyện tò mò thôi. Cái gì? Chết cháy à? Không, tớ chỉ muốn xem cậu phản ứng thế nào, Midori nói. Nhưng tớ cũng không sợ chết. Thật đấy, như ở đây này, cứ thế sặc khói rồi bất tỉnh và chưa kịp gì thì tớ đã có thể chết rồi. Cái đó không làm tớ sợ so với cái chết của mẹ tớ và mấy người họ hàng khác. Tất cả họ hàng nhà tớ đều chết sau khi đã đau đớn vì những căn bệnh khủng khiếp, di truyền trong máu rồi. Tớ đoán thế. Luôn luôn là một quá trình lâu dài, thật lâu dài, và cuối cùng thì hầu như không thể biết được họ còn sống hay đã chết nữa kia. Chỉ có đau đớn và chịu đựng mà thôi. Midori đặt một điếu thuốc lên miệng và châm lửa. Kiểu chết đó mới làm tớ sợ.
bóng đen của sự chết gặm dần dần vào vùng sống, và rồi tất cả tối mò không nhìn thấy gì hết, và mọi người xung quanh đều cho rằng mình chết nhiều hơn sống rồi. Tớ ghét cái đó, không thể chịu được nó. Nửa tiếng sau, trận hỏa hoạn đã được dập tắt. Người ta đã có vẻ ngăn chặn được nó không lan rộng ra và cũng không có thương vong gì. Chỉ còn một xe cứu hỏa ở lại và đám đông đã giải tán, tiếng người nói râm ran. Midori có vẻ đã kiệt sức. Người mềm oặt, cô nhìn lên trời và không nói gì nữa. Mệt hả? Tôi hỏi. Cũng chẳng đến nỗi, cô nói. Tớ chỉ tự thả lỏng mình và giãn ra thôi. Lâu lắm mới lại làm thế. Cô nhìn vào mắt tôi và tôi cũng thế. Tôi quàng tay và hôn cô. Vai cô hơi rung lên rất nhẹ, rồi cô thả lỏng người và nhắm mắt lại trong nhiều giây. Nắng đầu thu làm hàng mi cô đổ bóng xuống hai gò má, và tôi có thể thấy đường viền của nó run rẩy. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái, một nụ hôn không có ý sẽ lớn tới nữa. Có lẽ tôi đã không hôn Midori hôm ấy, nếu chúng tôi không ở cả buổi chiều trên sân phơi ngoài nắng, uống bia và xem đám cháy, và chắc hẳn là cô cũng cảm thấy như vậy. Sau một thời gian dài cùng nhìn những mái nhà lấp lóa, đám khói và bọn chuồn chuồn ngô với nhiều thứ khác nữa, chúng tôi đã cảm thấy cái gì đó ấm áp và gần gũi, và có thể cả hai chúng tôi đã muốn, một cách lờ mờ, lưu giữ cái tâm trạng ấy dưới một hình thức nào đó. Nụ hôn đó là như vậy, nhưng cũng như mọi nụ hôn khác, không phải nó không có một yếu tố nguy hiểm nhất định. Người đầu tiên lên tiếng là Midori. Cô nắm tay tôi và bảo tôi, với một bộ dạng như hơi khó khăn, rằng cô đang đi lại với ai đó. Tôi nói tôi cũng cảm thấy chuyện đó. Cậu có một cô gái mà cậu thích chưa? Cô hỏi. Có, tôi nói. Nhưng cậu vẫn luôn rảnh vào chủ nhật, phải không nào? Phức tạp lắm đấy, tôi nói. Thế rồi tôi nhận ra rằng màn phép lạ ngắn ngủi của buổi chiều đầu thu ấy đã tan mất rồi. Đến 5 giờ, tôi nói tôi phải đi làm và hỏi Midori có đi uống nước ăn bánh với tôi ở đâu đó không. Cô nói phải ở nhà nhỡ có người gọi đến. Tớ ghét phải đợi ở nhà cả ngày vì một cú điện thoại. Khi có một mình cả ngày, tớ cảm thấy như da thịt mình cứ thối dần từng tí một. Đợi ở nhà cả ngày với tớ là như vậy đấy. Lần sau cậu còn phải đợi thế thì ta sẽ ở với cậu, tôi nói. Với điều kiện là phải có ăn trưa. Tuyệt, cô nói. Tớ sẽ thu xếp một trận hỏa hoạn nữa làm món tráng miệng. Midori không đến lớp lịch sử sân khấu ngày hôm sau. Sau lớp học, tôi ra nhà ăn và ngồi nuốt bữa trưa nguội ngắt vô vị một mình. Rồi tôi ra ngoài nắng ngồi quan sát cảnh sân trường. Cạnh tôi là hai cô sinh viên đang trò chuyện rất lâu rồi mà đứng suốt. Một cô ôm cái vợt bóng quần vào ngực, âu yếm như ôm con, còn cô kia ôm mấy cuốn sách và một cái đĩa nhạc. Cả hai đều xinh và có vẻ say sưa câu chuyện lắm. Từ phía tòa nhà câu lạc bộ sinh viên vọng đến một giọng nam trầm đang luyện giọng theo gam. Rải rác khắp nơi là những nhóm 4-5 sinh viên một đang trao đổi cái gì đó với nhau, cười nói hò hét ầm ĩ. Ngoài bãi đổ xe có những tay đang đi ba tanh ván. Một ông giáo sư với chiếc cặp da trong tay đang vừa đi ngang bãi xe, vừa phải tránh bọn đi ba tanh kia. Trong sân có một cô gái đội mũ sắt quỳ dưới đất, đang viết những đại tự lên một tấm biển về chuyện đế quốc Mỹ đang xâm lăng châu Á gì đó. Đó là quang cảnh ban trưa bình thường ở trường, nhưng khi tôi ngồi đó và quan sát với một thái độ mới, tôi bỗng nhận ra một điều. Bằng cách riêng của họ, tất cả những con người tôi thấy trước mắt đều có vẻ hạnh phúc. Họ hạnh phúc thật hay chỉ có vẻ thế thôi thì tôi không biết. Nhưng nhìn bề ngoài thì họ đều hạnh phúc trong cái buổi chiều đẹp trời cuối tháng 9 ấy. Và vì vậy mà tôi cảm thấy một nỗi cô liêu rất mới mẻ với mình. Như thể tôi là đứa duy nhất ở đó không thực sự là một phần của cảnh trí xung quanh. Hãy thử nghĩ xem, trong những năm tháng qua, tôi đã từng là một phần của cảnh trí nào. Cảnh cuối cùng mà tôi nhớ được là một quán bia gần hai cảng, nơi Kiyuki và tôi chơi với nhau trong tinh thần hoàn toàn bằng hữu. Kiyuki đã chết đêm hôm đó, và từ ấy một ngọn gió lạnh gay gắt đã ngăn cách tôi với thế giới. Thằng bé Kiyuki này, sự tồn tại của nó có nghĩa gì đối với tôi? Tôi không thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi chỉ biết rằng, và tuyệt đối chắc chắn, cái chết của Kiyuki đã mãi mãi lấy đi một phần tuổi mới lớn của tôi.
nhưng điều đó có ý nghĩa gì và hậu quả của nó ra sao thì tôi không thể tìm hiểu được. Tôi ngồi đó rất lâu, quan sát sân trường và những con người qua lại trên đó, và cũng hy vọng sẽ thấy Midori. Nhưng cô không xuất hiện, và khi giờ nghỉ trưa đã hết, tôi vào thư viện chuẩn bị cho lớp học tiếng Đức của mình. Nagasawa đến phòng tôi chiều thứ bảy ấy, và rủ tôi lại đi chơi đêm ngoài thành phố. Hắn sẽ thu xếp thông hành qua đêm cho tôi. Tôi nói sẽ đi. Cả tuần lễ đó, đầu óc tôi đã như bùng loãng và tôi đang sẵn sàng ngủ với bất kỳ người nào, bất kể là ai. Cuối chiều, tôi tắm rửa, cạo mặt và mặc quần áo sạch sẽ, sơ mi polo và áo ngoài vải bông. Sau đó ăn tối với Nagasawa ở nhà ăn, rồi hai đứa lấy xe buýt đến Shinjuku. Chúng tôi đi bộ quanh một khu phố tấp nập một lúc, rồi vào một quán bar và ngồi đợi một cặp gái thích hợp. Bọn con gái thường đi thành từng cặp vào quán bar này, chỉ trừ tối hôm đó. Chúng tôi ở đó gần 2 tiếng, nhấm nháp rượu với tốc độ không để cho mình say. Cuối cùng, hai cô gái trông có vẻ thân thiện vào ngồi ở quầy và gọi một cốc gin pha chanh với một cốc gin Mexico pha chanh có muối lăn miệng cốc. Nagasawa đến chỗ họ ngay, nhưng các cô nói đang chờ bạn trai rồi. Dù sao, cả bốn chúng tôi vẫn được một hồi tán phét vui vẻ cho đến khi bạn tình của hai cô xuất hiện. Nagasawa đưa tôi đến một quán bar khác thử vận may, một cái quán chật hẹp ở một nơi như hũ đúc, hầu hết khách đều đã say và rất ầm ĩ. Một nhóm ba cô gái chiếm cứ một cái bàn ở phía sau. Chúng tôi nhập bọn và nói chuyện vui vẻ, cả năm đều hứng thú. Nhưng khi Nagasawa đề nghị cả bọn đi một chỗ khác uống tiếp, thì các cô nói đã sắp đến giờ cắm trại và họ phải về khu học xá. Vận may của chúng tôi chỉ có thế. Hai đứa còn đến một chỗ khác nữa, nhưng kết quả cũng chẳng hơn gì. Không biết làm sao không có đứa con gái nào đồng hành nhập bọn với chúng tôi đêm đó. Đến 11 rưỡi thì Nagasawa đành phải bỏ cuộc. Xin lỗi đã kéo cậu đi mà chẳng được gì, hắn nói. Không sao, tôi đáp. Với tớ, thỉnh thoảng được thấy cậu hỏng việc một hôm thế này cũng bỏ. Có lẽ mỗi năm một lần, hắn thú nhận. Thực tình tôi cũng chẳng thấy thèm muốn gì nữa. Lang thang trong khu Shinjuku, trong một đêm thứ bảy ầm ĩ, quan sát cái năng lượng bí hiểm phát ra từ hỗn hợp tình dục và rượu cồn, tôi bắt đầu cảm thấy rằng cái thèm muốn của tôi chả là cái thá gì. Cậu làm gì bây giờ hả, Watanabe? Có lẽ tớ đi xem phim. Tôi nói, lâu lắm rồi tớ chưa xem phim. Vậy thì tớ sẽ đến chỗ hát Sumi, Nagasawa nói. Cậu cảm phiền nhá. Có gì đâu, tôi nói. Sao tớ lại phiền chứ? Nếu cậu thích, tớ có thể giới thiệu cậu với một cô sẽ cho cậu ngủ cùng đêm nay. Thôi, thực tình là tớ đang muốn xem phim. Xin lỗi nhá, Nagasawa nói. Tớ sẽ bù cho cậu vào dịp khác. Tôi đến một cửa hàng ăn nhanh làm một chiếc bánh kẹp với ít cà phê cho tỉnh táo, rồi đi xem phim ở một rạp chiếu phim cũ kỹ. Phim cũng chẳng hay đến thế, nhưng vì không biết làm gì hơn, nên tôi vẫn ngồi lại và xem nó lần nữa. Ra khỏi rạp lúc 4 giờ sáng, tôi lang thang dọc những con phố giá lạnh ở Shinjuku, nghĩ ngợi mông lung. Khi đi bộ đã mệt, tôi vào một tiệm cà phê mở suốt đêm và ngồi đợi chuyến tàu sáng đầu tiên với một cuốn sách và một tách cà phê. Chẳng mấy chốc, tiệm cũng đông toàn những người như tôi, đang đợi những chuyến tàu đầu tiên trong ngày. Một người hầu bàn tới lễ phép hỏi xem tôi có đồng ý chờ khách khác ngồi cùng bàn không. Tôi bảo không sao. Hóa ra lại là hai cô gái. Trông cũng trạc tuổi tôi. Không cô nào tuyệt thế giai nhân, nhưng cũng chẳng tệ. Cả hai đều ăn mặc và trang điểm một cách kín đáo, chắc chắn họ không phải loại hay lang thang ở Shinjuku. Tôi đoán họ chỉ bị lỡ mất chuyến tàu cuối cùng thôi. Họ có vẻ yên tâm ngồi với tôi ăn mặc tử tế, đã cạo mặt tối hôm trước, và nhất là tôi lại đang chăm chú đọc Núi Thiên của Thomas Mann. Một cô có khổ người đã có thể gọi là to lớn. Cô mặc một cái áo khoác ngắn màu xám, quần bò trắng, tay cầm một cuốn sách bỏ túi, và đeo hoa tai lớn hình vỏ sò. Bạn cô thì nhỏ người, đeo kính, mặc áo len cài khuy và có một cái nhẫn đồi mồi. Cô nhỏ người có thói quen bỏ kính ra và ấn vào hai mắt bằng đầu ngón tay. Cả hai gọi cà phê sữa với bánh ngọt mà họ ăn mãi chưa hết, vì còn mãi thì thầm tranh cãi chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng. Cô lớn nghiêng đầu nhiều lần,
còn cô nhỏ thì lắc đầu cũng nhiều lần như thế. Tôi không nghe thủng được câu chuyện của họ vì máy nghe nhạc đang chơi rất to, nhưng có vẻ như cô nhỏ đang giận dữ hoặc cáu bẳn, còn cô lớn thì đang cố an ủi. Cứ đọc một đoạn sách tôi lại liếc sang phía họ một tí. Ôm chặt cái túi đeo vai vào ngực, cô nhỏ đi vào nhà vệ sinh nữ, và lúc đó cô lớn quay sang nói với tôi. Xin lỗi làm phiền anh, nhưng anh có biết có quán nào trong khu này vẫn còn bán rượu giờ này không ạ? À? Bị bất ngờ, tôi đặt sách xuống và hỏi, sao 5 giờ sáng ư? Vâng, nếu cô hỏi tôi, thì 5 giờ 20 sáng, mọi người đều đã trên đường về nhà để giả rượu và đi ngủ rồi. Tôi cũng biết thế, cô nói, hơi có vẻ lúng túng. Nhưng bạn tôi nói cô ấy cần uống rượu, cũng là quan trọng đấy ạ. À. Có lẽ các cô chỉ có thể về nhà uống rượu thôi. Nhưng tôi lại phải đi chuyến tàu 7 giờ rưỡi về Nagano. Vậy cô phải tìm một máy bán đồ uống và một chỗ tốt để ngồi. Chắc các cô chỉ có thể làm như vậy. Tôi biết hỏi thế này là quá đáng, nhưng anh có thể đi cùng không ạ? À? Chỉ có 2 đứa con gái thì thực không thể làm thế được. Tôi đã có những trải nghiệm bất thường ở Shinjuku, nhưng chưa bao giờ được 2 cô gái lạ mời uống rượu vào lúc 5 rưỡi sáng. Từ chối có thể sẽ còn rắc rối hơn, mà thời gian thì không thành vấn đề. Thế là tôi mua một ôm rượu sake với đồ nhắm ở một máy bán hàng gần đó, và 3 đứa chúng tôi vào một bãi đậu xe vắng ngắt cạnh cửa ra phía tây của ga tàu để làm một bữa nhậu tùy hứng. 2 cô nói họ đã thành bạn vì cùng làm với nhau ở một hãng du lịch. Cả 2 đều đã tốt nghiệp đại học năm nay và bắt đầu đi làm. Cô nhỏ có một bồ trai đã cặp với nhau được 1 năm, nhưng vừa mới phát hiện ra anh chàng vẫn ngủ với một cô khác, và chuyện này làm cho cô rất đau khổ. Cô lớn nhẽ ra đã phải về vùng núi Nagano từ đêm trước để dự đám cưới anh trai, nhưng đã quyết định ở lại qua đêm với người bạn đang đau khổ và sẽ đi chuyến tàu tốc hành đầu tiên sáng chủ nhật. Chuyện của cô thật tệ, tôi nói với cô nhỏ, nhưng làm sao cô biết được là bạn trai cô đang ngủ với người khác. Vừa nhấp từng ngụm sake nhỏ, cô gái vừa luôn tay rứt cỏ dưới chân. Tôi không phải làm gì cả, cô nói. Tôi mở cửa phòng anh ta và anh ta đang ở đó làm chuyện ấy. Khi nào vậy? Đêm hôm kia. Sao lại thế được? Cửa không khóa à? Đúng thế. Tại sao anh ta không khóa cửa? Tôi biết thế quái nào được. Ồ, chị ấy biết phải nghĩ làm sao bây giờ, cô lớn nói, có vẻ thật sự lo lắng cho bạn. Chắc chị ấy phải choáng lắm. Anh có thấy thế là kinh khủng không? Tôi thực không biết nói sao bây giờ, tôi đáp. Cô phải nói chuyện hẳn hoi với bạn trai cô. Sau đó là vấn đề cô có tha thứ cho anh ta hay không. Chẳng ai hiểu tình cảnh của tôi cả, cô nhỏ cắn cẩu, tay vẫn nhổ cỏ. Một bầy quạ xuất hiện ở phía tây và lượn trên một cửa hàng bách hóa lớn. Lúc bấy giờ trời đã rạng. Sắp đến giờ tàu đi Nagano, nên chúng tôi đem chỗ sake còn lại cho một gã vô gia cư dưới cầu thang cửa ra phía tây, mua vé và cùng vào tiễn cô lớn đi. Sau khi tàu chạy rồi, cô nhỏ và tôi cuối cùng thế nào lại vào một khách sạn ở gần đó. Cả 2 đều chẳng có nhu cầu đặc biệt gì phải ngủ với nhau, nhưng dường như đều thấy cần phải thế để kết thúc mọi chuyện. Tôi cởi quần áo trước và ngồi trong bồn tắm uống bia như trả thù đời. Cô vào ngồi với tôi và cũng uống như thế. 2 đứa duỗi người trong nước và im lặng nốc bia. Hình như chúng tôi không thể say được, mà cũng chẳng thấy buồn ngủ. Da thịt cô rất trắng trẻo mịn màng, và cô có một đôi chân đẹp. Tôi ngỏ lời khen đôi chân, nhưng câu cảm ơn của cô nghe như một tiếng cằn nhằn. Nhưng khi đã vào giường, cô bỗng thành một con người khác hẳn. Cô đáp ứng lại từng động chạm nhẹ nhàng nhất của tôi, oằn oại và rên rỉ. Khi tôi vào trong cô bấu chặt móng tay vào lưng tôi, và khi lên đến cực cảm, cô gọi tên anh chàng kia đúng 16 lần. Tôi tập trung đếm những tiếng gọi ấy để trì hoãn cực cảm của chính mình. Rồi 2 đứa lăn ra ngủ. Lúc 12 giờ rưỡi tôi thức dậy thì cô đã đi rồi. Không thấy mảnh giấy nào viết để lại. Một bên đầu tôi nặng trịch, rất lạ vì say rượu vào cái giờ oái om nọ. Tôi tắm hương sen cho tỉnh người, cạo mặt và trần truồng ngồi trên một cái ghế, uống một chai nước hoa quả, lấy trong tủ lạnh và điểm lại những sự kiện đêm hôm trước. Cảnh nào cũng có vẻ không có thật và xa xôi lạ lùng. Như thể tôi đang nhìn chúng qua 2-3 lần kính,
nhưng chúng đều là những chuyện đã thực sự xảy đến với tôi. Những cốc bia vẫn còn trên bàn kia và một cái bàn chải đánh răng đã dùng còn lăn lóc cạnh bồn rửa mặt. Tôi ăn bữa trưa nhẹ ở Shinjuku, rồi vào trạm điện thoại gọi cho Midori. Ngờ đâu, hôm nay cô lại chẳng ở nhà đợi cú điện thoại ấy. Tôi để máy reo 15 lần mà vẫn không ai trả lời. 20 phút sau tôi gọi lại nhưng cũng vẫn thế. Tôi lấy xe buýt về học xá. Một phong thư đặc biệt đang đợi tôi trong hộp thư bên cửa vào. Thư của Naoko.